Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ôn hàm toán lớp 4 dành cho học sinh lớp 4 này lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 9 tính. Nhân hai phân số. Nhân hai phân số là dễ nhất trong những cái phép tính liên quan đến phân số. Nào. Nhân là chúng ta lấy tử ta nhân tử, mẫu ta nhân nhân mẫu. Còn có rắc rối nhất là cái cộng và cái trừ. Chúng ta phải quy đồng. Cái ngán nhất là có quy đồng. Rồi, cái này thì chúng ta cứ việc là tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 2 phần 5 ta nhân cho 7 phần 9 bằng. Chỗ này cho nó thiếu giấy. Thiếu giấy thì thầy nhân trực tiếp luôn vô đây luôn ha. 2 ta nhân 7 là bằng 10, 14. 5 nhân cho 9 là 40, 15. Rồi bài này 3 phần 8 ta nhân cho 11 phần 12. 3 ta nhân 11 là 33. Này là 8 ta nhân cho 12. 16 với 6 là như 1. 9, 16. Cái này chúng ta rút gọn được cho 3. Cho 3 thì trên còn 11. Ở dưới 96 ta chia 3 là còn là 30, 12. Rồi bài này. Bài này là 6 phần 11 nhân cho 11 phần 6. Chúng ta bài này chúng ta có thể là để đây chúng ta rút gọn luôn này. 6 trên 6 là còn 1, 1 này. 11 trên 11 hết này. Nghe còn 1 phần 1. 1 phần 1 là bằng 1. Đó. Chúng ta tập làm cho nó quen cái dạng này ha. Đừng có nhân vô cũng được, tại vì con số này nó nhỏ thì nó nhân vô cũng được, cũng dễ. Nhưng mà con số lớn á, chúng ta thấy đây, trên này chúng ta đơn giản với dưới. Trên này chúng ta đơn giản với dưới. Rồi 6 ta đơn giản với 6 thì trên này là còn 1 1. 11 ta đơn giản 11 ở trên này còn là 1 1. Vậy ở trên là 1 phần 1. Và còn là 1. Chúng ta tập làm cho nó quen rồi chúng ta xuống dưới chúng ta sẽ gặp những cái bài kiểu vậy. 8 phần 9 ta nhân cho 3 phần 4. Rồi chúng ta đây là chúng ta đơn giản này. 8 ta chia cho 4 là được 2. Như vậy trên là còn 2. Đó. 3 ta đơn giản với lại 9 ở dưới. Như vậy dưới là còn 3. Còn không thì chúng ta sẽ 8 ta nhân cho 3 là bằng 24. 9 nhân 4 là bằng 36. Rồi chúng ta rút gọn. Rút gọn cũng ra con số này. Nhưng mình nói lại nó lâu hơn. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 10. Bài số 10 thì nhân là câu A. Hai phần ba ta nhân cho ba phần bốn ta nhân cho bốn phần năm. Rồi bây giờ chúng ta chú ý cái này. Chúng ta lấy 3 trên này, 3 dưới này, đơn giản còn 1 1. 4 trên 4 dưới thì vậy là còn lại là 1 1. Vậy trên là còn con số 2, được không? Số 2, còn dưới là còn lại con số 5, đơn giản vậy thôi. Chứ không phải nhất thiết chúng ta phải nhân vô đâu ha. Không nhất thiết là chúng ta lấy 2 ta nhân cho 3 rồi là được 6, 6 nhân 4 là bằng 24. Rồi dưới mẫu này chúng ta nhân vào. Nhưng mà ra đó thì chúng ta cũng rút gọn lại nè. Chúng ta làm theo cách này. Câu B. 8 phần 9 nhân cho 9 phần 10 nhân cho 10 phần 11 bằng. Đây, như vậy chúng ta thấy chứ. 9 trên 9 dưới mẫu 9 trên tử là đơn giản này còn lại 1 1. 10 với 10. Vậy trên chỉ còn lại là con số 8 và dưới là con số 10, 11. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Rồi chúng ta coi câu C. Câu C đây là 5 phần 24 nhân cho 12 phần 15, 48 phần 12.
chúng ta qua cái bài C. Ta ghi lại cái đề là 5 phần 24 nhân cho 12 phần 15 nhân cho 48 phần 10 12 bằng. Rồi chúng ta nhận thấy này, câu 5 đây và câu 15 này, chúng ta tách câu 15 này là đơn giản ra như vậy, còn câu 3 đúng không? Còn 3. Rồi chỗ này là chúng ta đơn giản câu 5, mới câu này là còn là câu 3. 10 12 với 12 là đơn giản. 48 với lại 24 như vậy trên là còn câu 2. Nè. Dưới còn câu 1. Đây 1. Đây 1. Đây 1. 48 chia 24 là được được 2. Vậy còn lại trên là 2. Ở dưới là còn là câu 3. Câu D. 21 phần 8 nhân cho 16 phần 14 nhân 7 phần 2 nhân 8 phần 7 à. Bây giờ thầy tách cái này ra, 21 ở trên mới dưới có 14 là 7 nhân 2 này. Đây trên là 7. Ta nhân cho 3. Nè. Rồi 16 này thì sẽ tách nó ra là con 8. 8 nhân 2. 8 nhân 2. Rồi nhân cho 7. Nhân 8. Tám này chúng ta giữ nguyên. 14 này chúng ta sẽ tách là 7 nhân 2. Rồi. 2 này chúng ta 2 này chúng ta giữ nguyên. 7 này chúng ta giữ nguyên. Bằng 7 trên 7 dưới đơn giản. Còn 1 1. Rồi, 3 chưa có, 8 trên 8 dưới đơn giản. Rồi. 7 này bài này đơn giản à. Như vậy thì còn à, còn con 2 trên 2 dưới đơn giản. Con 8 này chúng ta tách ra là 4 x 2 nha, 4 x 2 có 2 đi nữa. Chúng ta đơn giản đi được không? Tạm thời để vậy đi. Vậy còn là 3 ta nhân cho 8 trên 2. 3 này nhân 8 này trên 2. Như vậy là 3 x 8 là bằng 24. 24 ta chia cho 24 phần 2. Như vậy là bằng 12. Chúng ta qua bài số 11. Bài 11 chia. Chia thì chúng ta nhân đảo ngược lên. Nhân đảo ngược lên thì nó quanh quanh lại những cái bài giống bài này. À, 9 à, 4 phần 9 chia 2 phần 3 bằng 4 phần 9 giữ nguyên, ta nhân cho 3 phần 2 à, nhân đảo ngược lên ha à, tử thì xuống mão, mà mão là lên tử à, từ đây thì chúng ta đơn giản 4 đơn giản với 2 vậy là còn lại là ở trên là 2, ở dưới là đơn giản đi, vậy còn là con 3, vậy 2 phần 3. Rồi cái này 32 phần 7 chia cho 8 phần 21 bằng 32 phần 7, ta nhân cho
đảo ngược lên là 21 phần 8. Rồi 32 ta đơn giản cho 8, đơn giản cho 8 như vậy phần 4. 21 ta đơn giản cho 7 là còn 3, dưới là còn số 1 là bằng 12. Mười sáu phần 21 chia 32 phần 28 bằng 16 phần 21 ta nhân cho 28 phần 30 12. 16 với lại 32 chúng ta đơn giản như vậy, chúng ta sẽ còn là con số 2 ở dưới. Được. Còn ở đây này em phải tách ra từ từ này. Và 16 thì giữ nguyên này, nhân cho 28 với lại 21 là 28 bằng 7 nhân cho 4. Ở dưới 21 là 7 ta nhân cho 3. 32 là 16 ta nhân 2. Được. Rồi 16 có 16 là đơn giản đi. 7 đơn giản đi còn 11. 4 lại đơn giản cho 2. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ còn lại là tạm thời chúng ta là 4 3 nhân 2. Như vậy là bằng 4 phần 6. Đơn giản này cho 2. Còn 2 phần 2 phần 3. Mười tám phần 64 ta chia cho 9 phần 8 bằng 18 phần 64 ta nhân cho 8 phần 9. Rồi chúng ta tắt ra, 18 là bằng 9 nhân 2 nhân 8, 8 giữ nguyên tại vì chữ này vẫn này có 64 này. 64 là bằng 8 ta nhân cho 8. 9 này nhân lại bằng. Như vậy thì 9 là 9 này đơn giản, 8 này 8 này đơn giản. Như vậy còn lại là 2/8. 2/8. 2/8 ta đơn giản đi, như vậy là còn lại là 1/4. 7 học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.